Hiện tại Zalo Pay đang có thêm một cái sự kiện chúng ta có thể tham gia để kiếm tiền test ha. Để tham gia được các sự kiện này anh em chỉ cần có tài khoản Zalo Pay thôi. Và lưu ý chúng ta sẽ không kiếm được quá nhiều tiền đâu nha. Những cái sự kiện Zalo Pay ấy, cho phép chúng ta chơi, chơi vui và kiếm được tiền, đủ tiền ăn sáng cà phê thôi. Cái số lượng người kiếm được vài triệu á, nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nha anh em. Đầu tiên là chọn mặt gửi vàng này anh em. Ở đây chúng ta có thể làm các nhiệm vụ ở phía dưới này, như là chuyển tiền cho bạn bè từ 1.000 đồng thôi. Chuyển 4 người chúng ta sẽ kiếm được một cái vé. Sau khi có vé rồi thì chúng ta lên trên đây chọn các cái túi quà như là Đại Phúc 100 triệu, rồi Phát Lộc 200 triệu, Vạn Thọ 300 triệu. Ví dụ như mình chọn cái gói 300 triệu, ở đây mình đang có một cái vé cho mình mới hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Mình sẽ bấm là đặt vé này. Và lưu ý, chúng ta đặt vé phải trước ngày 31 tháng 1 2023 nhé. Rồi về trang chủ. Bây giờ mình lại tiếp tục đi kiếm vé và chúng ta lại đặt thôi. Đợi sau khi kết thúc sự kiện nó sẽ chia thưởng cho chúng ta ha. Chúng ta cũng có thể là đi gửi lì xì để kiếm vé đây. Chúng ta sẽ bấm gửi ngay này, anh em sẽ nhận được một vé và nó báo là mình đang có một bao lì xì. Mình bấm gửi ngay. Nó hướng dẫn chúng ta cách gửi này anh em. Anh em sẽ vô nhóm và bấm vô biểu tượng là ba chấm này, sau đó chọn mục lì xì và chọn cái bao lì xì để gửi. Đơn giản đúng nào? Bên dưới phần mô tả video mình có để đường link cho anh em luôn, đó là Hứng Lộc Ví Vàng này anh em. 200.000 Việt Nam đồng chúng ta bấm vô. Đây là cái sự kiện chính của video này mình muốn review đến cho anh em. Tại vì với cái sự kiện này anh em sẽ kiếm được tiền ngay lập tức luôn. Đó là chúng ta tham gia trò chơi anh em sẽ được tiền luôn. Giống như những cái sự kiện trước mà anh em đã từng tham gia thôi. Đương nhiên nếu như ai may mắn thì chúng ta kiếm được nhiều tiền. Còn nếu như ai không may mắn thì chúng ta kiếm đâu đó khoảng 100k cũng được ha. Muốn chơi trò chơi này thì chúng ta phải có các cái chìa khóa. Đây, hiển thị này. Các cái mốc, các cái map càng cao thì chúng ta cần phải có nhiều vé hơn. Mỗi cái map chúng ta sẽ được chơi 2 lần ha. Map đầu tiên mình đã chơi 2 lần rồi và mình báo là hết lượt này anh em. Map thứ hai mình cần phải 3 cái chìa khóa thì mình mới chơi được. Để kiếm được các chìa khóa chúng ta có thể là gửi lì xì cho bạn bè, hoặc là anh em cũng có thể làm nhiệm vụ. Các cái lì xì chúng ta nhận miễn phí ở đây, bấm chữ lấy ngay ha. Nhưng mà nó có cái thời gian này, cứ sau 1 ngày chúng ta được nhận một lần. Sau khi có bao lì xì rồi thì anh em sẽ gửi vô nhóm. Ai chưa có nhóm thì chúng ta tìm nhóm để tham gia thôi. Còn các nhiệm vụ thì ở đây lần nào nó cũng có các nhiệm vụ này thôi nha. Nó không thay đổi gì hết, như là mua thẻ cào này, điểm danh hàng ngày này. Đó là chia sẻ chương trình này. Chúng ta có thể chia sẻ lên Facebook để kiếm thêm lượt chơi. Sau khi có lượt chơi rồi thì chúng ta sẽ chơi. Ở đây mình sẽ chơi luôn cho anh em xem ha. Sau khi có các cái chìa khóa để chơi rồi thì chúng ta bấm chữ chơi ngay. Nhiệm vụ của chúng ta là bắn vô. Anh em muốn lượm cái nào thì anh em bắn vô. Chỉ vô nó là được ha, chỉ vô bấm liên tục. Đương nhiên chúng ta cứ thấy tiền là anh em bắn tiền cho nó nhanh. Và lưu ý cái cuối cùng này. Cái cuối cùng nó sẽ ra một cái hộp quà, chúng ta tập trung bắn nó nha. Đó, được 1.000 anh em thấy không? Lộc vàng may mắn hết giờ. Đó, mình đã kiếm được 1.078 đồng. Đương nhiên cái map càng cao thì tiền mà chúng ta kiếm được cũng sẽ càng nhiều. Ở mỗi map nó có ghi nha anh em. Map đầu tiên thưởng đến cao nhất chỉ là 55.000 thôi. Map thứ hai cao nhất là 66. Map thứ ba cao nhất là 88. Và map cuối cùng cao nhất là 99.000. Map càng cao chúng ta sẽ tốn càng nhiều cái chìa khóa để chơi nha. Nãy anh em đã tham gia cái chọn mặt gửi vàng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tham gia cái cờ tỷ phú này anh em. Đó, bấm vô. Tham gia cờ tỷ phú thì chúng ta cũng sẽ tốn lượt chơi. Ở đây mình đang còn 3 lượt ha, mình sẽ chơi cho anh em xem luôn. Lỗ xúc sắc này. 2 điểm ha, rồi sẽ chạy 2 ô. Lì xì miễn phí, được một cái phong bao lì xì ha. Chúng ta có thể gửi các phong bao này vô các cái nhóm Zalo để anh em kiếm được thêm lượt chơi. Còn thêm một cái đó là nhà tỷ phú này anh em. Trong lúc mà chúng ta chơi á, anh em sẽ bắn được các cái mảnh ghép này đúng không? Chúng ta kiếm các cái mảnh ghép này và bỏ vào đây, nâng cấp cái nhà của anh em lên. Đó, đây, thưởng 5.000 đồng này. Cái nhà của anh em càng cao thì chúng ta sẽ thưởng được càng nhiều. Chúng ta cũng có thể xem được cái thể lệ chương trình ở đây. Anh em bấm vô xem cho chi tiết ha. Đương nhiên cá nhân mình thì lười đọc lắm, thế nên mình cứ chơi, không hiểu chỗ nào thì mình mới vô đọc thôi. Sự kiện này thì cũng chỉ mới bắt đầu thôi anh em. Và khi chúng ta chơi trúng được tiền á, tiền nó sẽ cộng vô Zalo Pay luôn nhá.